vụ rừng bị cạo trọc, kiểm lâm không hay, khởi tố hai bị can đầu tiên. Điều tra ban đầu xác định, bị can Phạm Văn Thành và Phạm Văn Anh, cùng chú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa có hành vi phá rừng phòng hộ nên đã bị công an Phú Yên khởi tố để điều tra làm rõ. Ngày 25 tháng 9, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thành, sinh năm 1980 và Phạm Văn Anh, sinh năm 1987 cùng chú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa về tội hủy hoại rừng theo quy định tại Điều 243 Bộ Luật Hình sự 2015. Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện khám xét nhà của hai bị can trên. Theo điều tra ban đầu, bị can Anh và Thành đã có hành vi phá rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội. Như dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, ở huyện Sơn Hòa liên tiếp xảy ra những vụ cạo trọc rừng. Điều lạ lùng là lực lượng chức năng được giao quản lý, bảo vệ rừng lại không hay biết. Cụ thể, nhiều cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại khu vực suối Dĩ, suối Treo Reo và suối Sổ thôn Tân Thành, xã Sơn Hội bị phá trắng để trồng keo. Tại rừng, nhiều thân cây gỗ có đường kính rất lớn đều bị chặt hạ không thương tiếc, gỗ bị bỏ lại ngổn ngang giữa rừng. Sau đó, đến ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với diện tích 30.172 m², đồng thời ra quyết định khởi tố vụ hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa với diện tích 80.760 m². Cũng liên quan đến vụ phá rừng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối ông Đặng Việt Dũng, phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa.